tí mình thành nghề để lát lễ giới trẻ nha. Rồi bắt tắt ở ông như vậy, ông được ơn gì của Chúa? Chúa, dạ con thưa cha, con kính chào cha. Dạ con là Giuse với Mất Thầy ạ. Con 66 tuổi ạ. Dạ con được ơn như thế là Chúa chữa bệnh cho con, vì con là bị sỏi mật, mới lại con bị sỏi tiết niệu, mà bác sĩ khám bệnh cho con mới bảo con là đi Hà Nội, nhưng mà con không có tiền, thế con mới quay về thì con chỉ có đọc kinh cầu nguyện Chúa. Thế mà đến vừa qua là con khỏi, thì con cũng không có biết nhắn tin, vì là con mới lại nhờ đứa con của con là đứa con dâu ấy, thì là nhắn tin cho cha Trần Đình Long, thì nhắn lúc bây giờ là 1 giờ thì chừng độ 2 giờ thì được cha lại nhắn lại là cha đã... Dạ như vậy là sau khi mà cái hôm mà nhận được tin của cha thì con ngủ đến sáng sau, trong người con thấy nó đỡ 10 phần, tức là đỡ 2. Thế trong đấy khoảng 4 hôm thì như vậy là con khỏe hẳn, không bị đau mà không gì, ăn uống trở lại bình thường, đi làm bình thường. Vậy thì đến bây giờ con muốn đến đây để làm chứng cho Chúa, mà đồng thời là con tạ ơn Chúa thần cha. Hallelujah! Đây tôi gửi tặng cho anh cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hôm nay là ngày thứ bảy đến với Chúa, và đây là cuốn tập san Tình Trời Tình Đất. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, dạ, người thứ hai. Vâng, con chào cha và cộng đoàn.